Ok, hello anh em. Và chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Duy Tấn Vlog. Đó. Và hôm nay anh em, tụi tôi sẽ có chuyến đi Phan Thiết chung với anh Đức. Đúng vậy. Anh em biết chi không? Sao biết được? Để tôi bật mí anh em coi nha. Đó, đi ra Phan Thiết làm gì đâu? À, quay thử thách trốn tiền chung với anh Lâm. Đó, anh Lâm Vlog. Đúng rồi, anh Lâm Vlog nha anh em. Đó, bây giờ tụi tôi sẽ vô thay đồ. Rửa thay đồ. Chứ sáng giờ làm việc bên thấp vậy về chua lẹ rồi. Khi nào mà ra bãi xe đó rồi tụi tôi quay tiếp cho anh coi nha. Ừ, ok. Còn bây giờ nha. Thì đi tắm luôn. Đi, đi, bye bye nè. Ồ, xíu nè. Này, tụi em tập trung hả? Ừ. Bậy bạ không mà, tắm riêng đi. Ừ. A few moments later. Đó, đây là hành lý của tụi tôi nha nè. Đó, này là cặp của tôi, cặp có gì nấu đâu. Đây, cặp tôi có thêm món nữa. Đâu, cái gì hả? Lăn nắp bạn. Trời ơi, trời ơi, hơi bị thơm. Thơm ba. Mà lăn vô đông bèn bèn như ở dơ vậy ba. Biết rồi, tôi biết nèo anh. Đông bèn ghê mà. Ôi, gì đâu. Mày có đem theo bánh mè kẹo ăn hả? Cho tao miếng thử coi. Trời ăn đi anh. Thơm ba. Trời ơi. Chơi dơ quá. Đâu đâu, còn gì nữa không? Lấy cái ba. Để tôi kiếm nãy sáng mẹ mẹ soạn tôi biết đâu. Trời. Còn cái nữa. Gì? Không biết cái nệm coi được. Mở ra. Thôi, mở cái đi. Xếp la đó. Trời cái gì xếp la? Thôi được đâu. Mày tính là hàng nóng hả? Nóng thiệt. Nóng quá mà. Có bụng tay không? Phỏng. Thôi mà. Thôi. Đứa đây. Má em la. Trời ơi, la chứ phải tao la đâu mày sợ. Mở ra. Mở ra ba. Đâu đâu, hàng nóng đâu. Mở ra. Trời, nóng thiệt luôn. Nóng. Cái hồng quẹt lắm ghê vậy. Sợ má coi video mới thấy. Không còn má gì nữa. Thấy đâu vậy. Vậy. Trời ơi, cái gì má? Buồn xì cũng khoe nữa. Buồn xì đâu? Cái áo mà nè, nãy thấy đen mà đen đâu xanh, nãy anh em coi thấy đen hay xanh tụi mình dưới nha. Nu có gì nu có chứ, chứ hay bị ho. Hay ho hả? Nên là phải mua panadol uống. Ủa thế mượn mà mượn á. Ủa nhớ panadol cái viên khác mà ba. Đâu panadol ở Canada. Ủa men gì nhớ panadol chỉ đau đầu mà ba, này thuốc ho hả? Ho thì cũng cổ họng, cổ họng cái đá miệng, miệng cũng trên mặt mà, cái đầu cũng trên mặt luôn, uống nó liên quan nhau hết á. A few moments later. Đó, tôi với Gino mới tới chỗ bên xe nha anh em. Đúng vậy. Ừ, đó, xe tôi à. Ờ, bây giờ xe đi về. Đi về còn giờ. Còn tôi đi chơi. Gì ba? Đi. Gì? Đi đâu? Giờ mình đi quay bà. Đi quay. Ừ, vô. Vô anh trai chồng à. Trời ơi, anh trai chưa gì vô. Đang làm gì? Đang tính tiền. Ông nội ơi, bà vé hết nhiều. Hết 390k. Trời ơi, dễ ghê luôn, đi xuống. Tính ra là tôi đi một mình luôn á, mà hai thằng này nó đòi xin đi theo. Bởi vì bây giờ tôi phải lo cho nó hai ngày ăn uống ngủ nghỉ. Thế là mệt mà. Dạ. Thôi bà đi theo luôn đi. 3.9 hả bà? Ừ. Trời, 3.9 hả bà? 3.9 chắc nghèo luôn á. Đi qua bên hỏi bà rảnh không, đi Phan Thiết tụi mình chơi luôn. Ê, bà rảnh không bà? Ê, 3 triệu bà. Ôi, bắt bà đi luôn. Thôi, giỡn hoài. Ê, chán ghê anh em. Ông Đức nghĩ sao? 3 giờ tao mới đi xe mà giờ 1 giờ. Anh em coi nè. Đó, giờ mới 1 giờ anh em. Mà bắt tụi tôi đi nãy giờ mệt muốn chết luôn. Gì anh trai? Kêu ra sao? Kêu ra sớm đã xong giờ ngủ là sao? Cái bụng chưa kịp đi nữa, ông khói đi. À, thông cảm đi em trai, hôm qua anh đặt vé hơi trễ xíu. Anh tưởng là đi sớm nên ra sớm. Mượn đi sớm ai ngờ. Đi sớm ở đây bây giờ ra ngoài đây ngồi ba anh em uống nước luôn. Hiện tại là team đang ở phố đi bộ Bùi Viện. Cái lộn công viên. À công viên 23 tháng 9. Đúng. À, Bùi Viện là bên kia nha anh em. Cái gì? 23 tháng 9 sinh nhật em anh trai. Ủa ai da, sinh nhật mà sao nhất nó mấy tập lớp vậy? Trời ơi, 23 tháng 9 sinh nhật em ấy. Ủa phải không? Ủa phải không? Thì cũng vậy. Thế. Nhưng mà bây giờ mới tháng 4 à, còn 5 tháng hơn mày. Ủa, nhưng mà sinh nhật em 76 sắp tới rồi. Ủa mà sao thằng Tuấn nó giàu quá vậy ta? Sinh nhật nó mà nó xây hẳn nguyên một cái công viên có đặt tên sinh nhật nó lên luôn kìa. Trời ơi. Ủa sinh nhật mày là ngày nào? 76 anh trai. Vậy là sắp sửa sẽ có một cái công viên 7 tháng 6. Sinh nhật anh nhiêu? Ủa 7 tháng 6 là còn 2 tháng nữa mà, còn lâu lắm, bây giờ mới tháng 4 à. Tới lúc đó tao với mày chốt được cái đi sinh nhật đó. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ok anh em nha, bây giờ tụi tôi sẽ ngồi uống nước. Đó, đây là một ly chanh dây. Trời ơi anh trai. Trời ơi, đồ uống nước đi, đừng có nhìn gái nữa. Gái xinh quá. Trời ơi, gái ơi. Trời ơi, cười, cười mà kiểm trai. Tập trung đi, tập trung đi. Đừng có để mất bình tĩnh như vậy. Mình là đàn ông mà, mình phải đứng đắn hơn xíu. Ôi, nó bề ghét thiệt luôn á. Sao cắn môi vậy ba? Thôi bây giờ Tuấn, bây giờ tao đưa nhiệm vụ cho mày đi đây đó, xin info của em đó đi. Thôi, thôi, dạ, thôi, thôi. Đi không? Thôi, đi luôn chứ sao, mạnh mẽ lên. Thôi, ê, chỉ tay kìa. Hello.
Mà dẹp người ta tới vậy. Tao đâu có biết nói tiếng Tây đâu. Bây giờ tao vô đây sao tao nói chuyện được. Trời thì hello, quýt anh em được. Đó, giờ mày cầm lại mày quýt anh em đi. Trời hết quá cho anh em được rồi. Ôi, gì vậy? Bạn kia đứng luôn kìa. Đi rồi ba. Gì? Em mới đi lắp đít đẹp quá vậy mày. Ủa anh? Đang quay mà, quay bà nha. Tập thể dục mà sao đeo cái váy chống nắng? Thì tập thể dục nhưng mà phải dũng da. Không lẽ đi tập thể dục xong về da đen sao được? Phải là da chắc mới ngon. Ồ đúng rồi. Ôi, chạy rồi dắt mà chụp ếch sao? Hả? Thì đi đại, làm da lại. Nếu cứ tư duy như vậy thì não của anh sẽ được đặt tên cho một giống chó mới đấy. Ê, xe tới rồi, đi lẹ lên. Cái gì mới ngủ có chút xíu mà xe tới lẹ. Lẹ lên, nó hết đợi bây giờ, đi lên. Trời ơi, đổ xe nào đâu. Trời đi, kìa kìa, Tâm Hạnh kìa. Ủa, tao đổ đi xe này chứ. Bậy. Tâm Hạnh kìa, lẹ lên. À, xe bự đó đó hả? Đúng rồi lẹ. Mà trả tiền chưa? Chưa, anh trả trời đi. Không trả đi. Trời anh trả vào mà. Anh bể kẹo mà. Ừ, mất vậy. Đó, giờ tôi sẽ lấy cái chai luôn nha anh em. Giờ không có đáo. Mình đi đường ngồi, không nằm đâu. Dừng ngồi, dừng nằm. Nghe nói anh thích nói dừng ngồi, dừng ngồi. Đâu, chạy nói thôi. Ủa anh trai, đi vừa ngồi vừa nằm vậy? Vừa ngồi vừa nằm hết tiền không trời ơi. Ủa vậy đó không phải đâu. Vậy đó không phải. Trời ơi không phải, mày cũng phá giá cũ của tao luôn. Mày biết giá cũ của tao là quý giá lắm không? Trời ơi em sợ xe tối mà không lên. Nó chiếm á. Vừa ngồi kìa, chứ mà trắng. Đi chơi xe nào? Taxi hả? Trời. Chạy đi xe Tâm Hạnh. Mà vừa ngồi. Ủa cái đó vừa nằm đúng không ta? Ủa? Ủa? Dạ đúng rồi, xe đó có giường ngồi đâu, giường nằm không mà. Thôi vậy đi. Vậy là mấy thằng này ẩu rồi, một chút xíu nữa lỡ lại đây rồi là phải nhờ cái chị gái đi chở ra ngoài Phan Thiết luôn. Chở mà bệnh trên cái chị kẻ kìa. Chết luôn. Thôi qua. Công nhận luôn anh em, mấy thằng để tôi để nó sớm xa sớm sáng. Một chút xíu nữa là tôi lỡ lại đây rồi. Xe đi ra ngoài Bụi Né là chỉ có xe giường nằm thôi, không có xe giường ngồi. Đúng vậy. Đây nè, vé xe ở trên tay tôi đây nè. À 689. Trời ơi, sao hôm nay mày đi mày rủ thêm nhiều người quá vậy Tuấn? Tao nói là chỉ có 3 người thôi mà. Trời ơi, ngủ nhiều mới đông vui anh trai. Trời ơi, mày ngủ như vậy rồi sao tao chịu nổi. Trời ơi, mày xe xuống mà. Đúng rồi, xe xuống, mình lên anh trai. À, bây giờ đổ xe xuống, mình đi lên đúng không? Dạ, quá tiện lợi luôn rồi. Sài Gòn Mũi Né Nha Trang. Mày dưa. Ây da, anh em nghĩ sao coi được không? Xe tới rồi nè, mà bây giờ mấy thằng này nó còn đi vô đi vệ sinh nữa. Nó không chịu ra xe. Bây giờ nó bỏ một mình tôi đứng ở đây nè. Đó đây tụi tôi sẽ đi cái xe này. Đó. Hồi nãy là lộn xe nha anh em, xe đó là xe xuống rồi, còn cái xe này mới là xe đi nè. Wow. Xe này siêu to luôn. Mà bây giờ coi là không thấy thằng nào chứ. Chắc tôi phải đi vô tôi kêu tụi nó ra đây thôi. Tuấn ơi. Xe tới rồi kìa. Ra đi, lẹ lên, một hồi nó bỏ mày là mày đi xe đạp ra nó luôn đó. Để tôi đi coi xong cái điện mắc quá. Ủa cái gì vậy? Giờ này còn đi toilet nữa. Trời ơi, sao rồi, nhanh lên đi, trời ơi, xe kìa, chạy ra, lẹ, chạy lên. Một nghìn cái. Khỏi kéo luôn đi, lên trên xe ngồi kéo, có gì đâu mà gấp. Trời ơi, đi lên đây, đi lên đây, nhanh lên. Ủa, để qua lô đây hả? Lên xe đi, mấy cái nhỏ lên xe, mấy cái bán nào lớn thì đưa ra. Lên đi, anh này có bỏ vô luôn, lên. Đi Mùi Né hả? Dạ, đi ba ghế chứ. Thôi, lên xe lẹ đi, lên xe lẹ đi. Bỏ dép để đây anh. Đúng rồi, bỏ dép lên, em lên luôn. À, máy gì đó. Đâu, vé dùng nó mất tiêu rồi. À đây là vé rồi chị ơi. Đó. Rồi A6, A8, A9 hả? Đây bên nào? Đúng xe cho chị. Rồi đúng rồi anh. Thôi quá đúng rồi. Hiện tại tôi lên xe rồi nha anh em. Đúng vậy. Lên xe rất là im lặng cho nên tôi phải im lặng nha anh em. Nói lớn quá chúng đủ xuống rồi. Đúng rồi. Với lại lên xe nó nắng quá phải đeo kiến cho anh em. Thôi đi ha. Gì? À, vừa thấy cái gì? Kệ, đeo kiến trong đầu quá. Ủa anh trai đâu? Ủa, anh trai làm gì chở nha? Đang coi phim. Coi phim nữa. Thôi đây là một cái chương trình ca sĩ bí ẩn này. Cái gì vậy? Bản quyền. Không sao, cái này đâu nghe nhạc đâu. Thì không. Ê, cái gì vậy? Đâu cho tao coi chung với. Ca sĩ bí ẩn anh trai. Ủa vậy hả? Ca sĩ bí ẩn. Ê, còn... có chú Huyền Linh kìa. Ủa vậy còn ca sĩ kia là ai? Ca sĩ vô danh. Có tên mà không có tuổi. Ê, tao thấy ca sĩ đó bận áp chung với mày luôn kìa. Còn ca sĩ này là cái gì nữa? Này là lội sĩ xạo rồi đây. Này là lội sĩ anh ta. Ok nè, bây giờ tôi với Vinu sẽ nghỉ ngơi xíu cho anh em cũng vậy. Rồi chừng nào tới chạm dừng chân. Làm gì? Chị quay tiếp cho anh em coi. Đúng rồi, giờ bye bye anh em. 3 hours later. Hello anh em. Trời ơi, tới chạm dừng chân đầu tiên anh em. Đúng lâu luôn anh em ơi. Nằm muốn sái cổ luôn á. Thì đó à. Gì anh trai? Ê, anh trai làm gì hả? Ủa, tới đâu rồi? Trời ơi, như nãy em coi Google Map là nửa đường rồi anh trai.
còn tận 2 tiếng mấy lận. Ủa? Vậy sao? Sao nãy giờ tao không biết gì hết trơn vậy? Em làm giấc kìa anh trai. Em 5-6 giấc luôn anh trai, ngủ mà xe nữa kìa. Ủa nhưng mà tao hỏi lại nha, hình như là mình đi mũi né Phan Thiết hay là đi nho Trang là gì vậy? Mà sao nãy giờ tao thấy trong vòng đây toàn là rừng núi không vậy? Trời ơi, nào mình đi lộn theo không ta? Không phải, tại cái đường đi lên trển là đi ngang Đồng Nai, mà Đồng Nai nhiều cây cao su lắm. À, cao su hả? Cao su, ta trồng cả đống luôn. Tại em không có làm kế cửa sổ, em không biết anh trai. Ê anh trai. Ôi, sao cái mưa vậy? Ê, gì? Mày thấy cái mưa này nha anh trai. Nó mưa từ Sài Gòn tới đây luôn anh trai. Đâu mưa đâu, qua coi mưa thử đi. Có tao không có tin đâu, để đây coi mới được. Ghê lắm anh trai. Ê, vậy là sắp tới mùa mưa rồi cũng ngon ha. Sau này mình sẽ quay những cái vlog mà về mưa quay cho các bạn xem. Ủa, hồi nhỏ cũng hay làm mưa vậy nè. Ủa, gì đâu, tao nghe nói là mình đi xe mình hay buồn ngủ lắm. Bây giờ mày cứ, tao có ghép thì cho mày tỉnh ngủ nè. Cái nào anh trai? Đợi xíu. Vậy mắc lời xin quá, mình đi đâu? Ừ đúng rồi, đi đâu vậy anh trai? Trời ơi, thì trong đây chỗ nào cũng lái được hết trơn, mày yên tâm đi, chỗ nào cũng được hết trơn. Người vô phải hỏi. Ờ, chỗ nào không, đứa biết đi đâu? Ừ, à đơn giản thôi, chỗ này nè, đi theo tao. Đây nè, đá ở đây nè. Ủa? Hiểu chưa? Chỗ này gương là vừa đá vừa coi luôn hả? Đúng rồi, mày thử thử đi. Cái chỗ đó là dành cho mấy người cao đấy, còn chỗ này là mình dành cho những người lùn nè. Chỗ này mới đúng nè. Tự nhiên mày la lên làm chân chết tay tao chân rồi nè. Trời, cái chỗ này đúng rồi. Mũi lên trời ơi. Lẹ cái chỗ này tập trung đi. Lẹ lẹ. Nè nhớ đi, xong mày phải có cái chữ ướp xả nước là phải ướp vô đây cho. Ướp đây nè bà. Không phải đâu. Cái này là cái con chim của người ta treo ở đây đó. Ướp nè. Ướp rồi, xả rồi, xả rồi, xả. Ê, phải cho chúa chậm á. Nè, đừng có chậm xíu thôi, từ từ. Ê, xin gươm không? Xin gươm không? Xin gươm không trời. Trai toàn rừng, toàn thật rừng của em. Ok anh em, hiện tại tôi với Gino đã tới à, gì mũi né hả? Mũi né rồi, mũi né nha anh em. Dạ hiện tại nhỏ quá vậy đó, tôi mới điền xong anh em, nãy ăn nhậu không không có quay cho anh em coi được đâu, tại vì anh Đức có quen bạn với đây anh em nhiều lắm. Đức quen biết rộng lắm. Anh Đức là bốn phương thương bạn hết luôn. Đúng rồi, từ Nam ra Bắc luôn anh em đó. Bởi vậy giờ tôi chạy về lấy mấy cái ba lô rồi tụi tôi sẽ nghỉ ngơi ở một cái homestay ở trong đây nha anh em. Và sáng mai tụi tôi sẽ đi quay ở Bầu Cát. Một xíu về là tụi tôi sẽ review sơ rồi. Rồi ngày mai review kỹ hơn cho các bạn coi. Mai tụi tôi sẽ, xíu nữa tụi tôi sẽ review cái homestay cho anh em coi nha. Ok. Đó, anh em, tụi tôi đang lên dốc nha anh em. Trời, cái dốc ghê lắm anh em. Ủa né mà cái dốc như là Đà Lạt vậy anh em. Ừ, Đà Lạt. Đó, quậy vô nút. Đó, lên dốc quá ghê luôn bạn ơi. Trời. Trời, đường mùa né đẹp lắm nha anh em. À, phải mát. Anh em mà đua xe xuống đây đua thoải mái. Ủa ba, còn em bảo không ba. Còn chết cha gì điên nào đây. Ờ, đi. Vậy, phải em không? Đúng rồi, điên này nè. Trời, ghê lắm nổi bạn. Trời, đạp số 1, đi số 1 lên. Trời. Trời, anh em thấy cực. Để số 1 chứ. Rồi. Đó. Hảo quá anh em ơi. Mát anh em. Ở đây hả? Không, bảy lên nữa. Cái hôm xây tôi đẹp lắm chứ không phải đây đâu. Đây tôi hụ hả? Đó, đẹp hả? Chỗ này nè anh em. Hôm xây tôi đẹp lắm nha anh em. Cực đẹp luôn. Đó. Đó đây. Gió cà phê và hôm xây luôn nha anh em. Đó, tắp xe cho bạn ơi. Rồi bạn ơi. Đó. Đá trống, kẹt trống nè. Ôi, cái hôm xây tôi ở bao đẹp luôn nha anh em. Đây, gió cà phê. Ủa, rồi đứa đâu? Tiệm Đức đi ba. Đứa đâu ta? Đó, quán rất là đẹp lắm nha anh em. Gì hả? Ôi, có cậu này ba. Ôi, đừng đi quá. Đi nhà thử đi. Vô bạn. Chừng té ba. Sao ổn còn. Ây da, gì vậy? Gẹo. Trời, chán bạn thiệt luôn á. Tán ra tụi miếng sao luôn á anh em. Ây da. Ủa nhà ông ở đây hả? Ủa phòng mình đây hả? Phải không? Không biết nữa. Không phải ba chỗ đâu ngủ. Ê, chừng gia chủ ra quýnh chết. Anh Đức ơi. Đức ơi. Anh ở đâu vậy? Anh trai ơi. Ủa đang chở anh trai. Nè, đem cà phê cho đây nè em ơi. Trời ơi, lên. Ủa đường nào lên anh trai? Đi đường nào vậy?
đi vòng cái kia kìa, đường anh lên. Ủa hả? Ủa trời, đường này đường này có đường hả? Ủa có không? Đường này bất thường rồi. Anh mở cửa giùm. Mở cửa. Ủa vậy hả? Thôi điên kia, điên kia má. À đường này anh em, đường này. Trời ơi, làm đi dắp vòng. Trời ơi, đây đây. Lên lên bạn ơi, lên bạn ơi. Ê á, trời ơi, chọc đít nữa. Trời ơi, chóng mặt anh em. Đó. Một cái homestay view rất là đẹp luôn nha anh em ơi. Ôi. Gì bà, mát lắm á. Gì? Nhảy xuống mát lắm á. Nhảy đi bà. Thôi. Còn thương ba mẹ lắm. Ừ, đó. Hello anh trai, hello anh trai. Trời ơi, là chốn mấy em trai lên trên đây uống cà phê rồi mấy em trai kiếm lên đây chết anh luôn. Trời ơi, ghi mà không ngủ anh em vậy chân. Đó. Ok anh em, giờ trời sáng rồi nha anh em. Đúng vậy. Như lời đã hứa với anh em, và tôi bây giờ tôi sẽ review cái chỗ mà tôi ngủ nha anh em. Đó. Ừ. Ờ, chỗ ngủ hả? Gì nữa? Chị tối làm gì? Ờ, tối ngủ anh em. Đó, này là vừa một cái quán cà phê vừa là homestay luôn nha anh em. Đó. Tối qua buổi tối tôi không có review được nhiều cho anh em coi, bây giờ tôi sẽ review cận kỹ buổi sáng cho anh em coi nha. Đó. Cận kỹ. Đây. Đây là chị chủ xinh đẹp của quán đó. Bạn thân giác giới của anh Đức. Chào mọi người. Dạ chào chị. Trời chị có bánh tráng quá trời luôn nè. Ăn nu, ăn không? Hả? Thế sao bánh tráng bà? Thôi tiện đâu ăn. Trời. Làm YouTube dạo hả? Em gói miết á. Trời đây đó quá trời luôn nha anh em. À, đây là các loại nước của quán chị luôn nha. Đó. Vô vô. Ủa, ông Đức đâu bà? Anh biết đâu sáng giờ mấy ông? Ừ. Ý Đức. Ê. Làm gì anh trai? Trời ơi mày không nghe nói hả? Khương Tử Nha câu cá không cần lưỡi. Bây giờ anh đang test thử cái chỗ đó nè. Ở đây cá quá trời luôn. Bây giờ anh phải tranh thủ anh bắt. Trời ơi. Cái đó là trong huyền thoại truyền thuyết đó anh trai. Chứ ngoài đời làm gì được. Cầm coi. Cái gì? Uống một miếng đi cho tỉnh. Chơi tới vô nhà mày. Có thể dừng mai của anh cũng sẽ đến hay sao? Mấy cái thằng quỷ này mới sáng sớm là phá tôi rồi. Không có tôi một cái chút thời gian gì đó gọi là thư giãn hết trơn. Thôi chị ơi, lỡ rồi bây giờ tôi sẽ review sơ cái quán này cho anh em xem. Đây, mình bước vô trong quán là mình sẽ có ba con đường. Bên trái là đường đi bộ trên cỏ. Ở giữa là cái con đường tôi đang đi đây. Đó, có cá bơi dưới chân luôn nha. Còn bên tay phải là con đường biển. Đó, thấy con đường biển không? Để tôi đi vô đây tôi quay cho anh em coi rõ hơn. Đây, con đường biển là có các cái thúng, các thuyền. Đó, thuyền rất là nhiều luôn. Mà chắc chắn trên biển thì sẽ có ngư dân. Đó, đây ngư dân đang uống cà phê luôn. À, thấy không? Rất là tiện lợi luôn. Nhưng mà ngồi ở đây được cái là nó sẽ không có gió nhiều. Anh trai lên trang review anh trai. Thôi thôi anh sợ độ cao lắm. Mình đi biển mà mình phải đi xuống tầng thấp chứ ai lại đi lên tầng cao. Ok lên đâu. Yeah, lên đi trai. Lên mày còn phải tao lên á. Trời lên để chơi vô vui. Trời ơi biết lên coi đồ cái kiểu. Trời ơi chóng mặt lắm em ơi. Trời ơi anh lên đỉnh còn được mà. Cái gì? Là gì lên đỉnh? Nghe lên đỉnh ghê vậy. Ai biết. Đó mới sáng sớm. Wow đây đẹp quá ha. Wow. Ê này đúng là Phan Thiết luôn anh trai. Biết sao không? Cát công kìa. Đó. Cát tên kia luôn nha anh em. Vậy đúng ra đây nên kêu là Phan Cát thì hợp lý hơn. Ê bậy bạ. Cái thiểu Phan Thiết của người ta mà nó bậy bạ là tao quýnh chết bây giờ. Ủa hình như cát này là người ta muốn ở dưới biển lên đó Junu. Ừ. Phải không hay cát xây nhà? Ở đâu ra cát ở dưới biển lên đó? Này chắc cát bê tông cốt thép anh trai ơi. Nhưng mà anh đang thắc mắc một điều là bao nhiêu con người múc được cái lượng cát trên biển lên trên đây? Đó mọi người xem toàn là cát không à. Cái này chắc bút mấy trăm năm mới đủ á. Đúng vậy anh trai. Hay à, hồi xưa người cổ đại người ta hút cát lên ba. Bởi vì bây giờ á nên thấy biển sâu không? Sao? Là nhờ con người chúng ta múc cát để lên trên đây nè. Ủa? Là sao? Là sao? Đặc biệt cho anh em là cái quán thì coi rất là đẹp luôn. Đó. Đây bây giờ ngồi vô chụp hình được luôn anh trai. Đây chính là cánh cửa kỳ diệu. Đó ngồi chụp hình nè. Ồ. Đó. Anh em thấy đây là cánh cửa không? Nhưng thật ra đây không phải là cánh cửa. Mình mở một cái là... Ủa? Thế giờ cánh cửa. Mình sẽ đi xuyên qua đây luôn. Bây giờ tôi sẽ đi cho mọi người xem cánh cửa này rất là hiện đại luôn không? Ôi, bên kia đồ cát đẹp quá ha. Trời ơi, đẹp ghê. Ôi, quay. Bữa tối không nhỉ? Có mấy cái quạt gió là gì anh trai? Đúng rồi, gió là điện. Năng lượng điện gió. Wow. Có nghĩa là từ gió vô cái cây đó nó quay vòng tròn nó sẽ tạo ra điện để cho cư dân ở đây ta xài đó. À, hay ta. Tiết kiệm điện dưới anh em mà đặc biệt nha. Gì? Từ đây có thể qua tới phòng luôn. Nhảy xuống hả? Nhảy ở đây nè. Trời xong đó. Rồi qua kia rồi đúng xuống. Đó 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 anh em đỏ phòng tôi đã. Tâm bậy không à. Gì vậy? Ai đi đường đó? Đi đường lúc nhà làm như ăn trộm vậy. Mình có đường đi đàng hoàng tại sao không đi? Đưa đây. Đây chỉ đường cho đi. Đây. Phía sau cái cửa này là sẽ dẫn cho tụi tôi đi xuống dưới phòng. À đây.
Ê, nó có rụng cửa em vậy? Không đâu. Đây nữa nè. À, đây còn đây. Đâu. Ê, đây cứng ngắc không chạy. Cứng con khỉ. Ôi, con thằng lằn. Ê, thằng lằn rồi cũng sợ nữa. Đó, mở cái nè. Đó. Được luôn. Rồi, giờ đi xuống thôi. Đi xuống. Ok anh em, tại vì tôi sợ độ cao nên tôi phải đi xuống bằng cầu thang bình thường. Còn hai thằng này nó muốn tới thử đi cầu thang này thì bây giờ tôi sẽ để nó đi cho anh em xem. Rồi đi. Nhìn chúng mặt lên chạy. Cao lắm. Thấy chưa, tôi đói mà, cao lắm cô. Từ từ, mẹ đừng có nhịn mình. Từ từ. Được. Rồi một thằng đi thôi, Vino mày không được đi đường này. Sao vậy? Tại vì mày mập quá, mày đi lên sập cầu thang người ta sao mày phải đi đường kia, đóng cửa lại. Thôi. Chứ bây giờ mày đi xuống đường này rồi ai đóng cửa? Để xíu mày chạy lên đóng lại. Ủa sao nó lạnh quá vậy? Ừ. Dạ ok kệ, ok luôn mày thích thì mày đi xuống đi. Đi đi xuống mẹ kìa vi phạm à. Ha, Vino cầu chết luôn anh đây.